Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 16 tháng 1, phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Nâng cao năng lực cho 200 cán bộ, ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức. Pleiku phấn đấu đón 1 triệu lượt du khách trong năm 2024. Đề nghị chuyển vụ giả mạo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến công an để điều tra. Hơn 157 tỷ đồng đầu tư 7 công trình lưới điện 110 kV trong năm 2024. Triển vọng mô hình trồng sâm bố chính tại Krông-pa. Tạm giữ cựu thẩm phán tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Sáng 15 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn cán bộ ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức năm 2024. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 1, 200 học viên là cán bộ ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức sẽ được tập huấn một số nội dung trọng tâm gồm: những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quán triệt chỉ lệnh, hướng dẫn và các chỉ tiêu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng quân sự năm 2024, chức trách nhiệm vụ mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức, nội dung phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cán bộ đối tượng 4. Dân quân tự vệ hoạt động phối hợp với công an và lực lượng khác ở địa phương. Cơ sở trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và phòng chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP. Công tác xây dựng lực lượng huấn luyện hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, luyện tập và kiểm tra bắn đạn thật, bài một súng ngắn K-54 v.v. Chiều 15 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku tiến hành hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Năm 2023, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của thành phố Pleiku đạt nhiều kết quả khả quan với các nội dung, phương pháp đa dạng, phong phú, phát huy được ưu thế của địa phương. Trong năm 2023, thành phố đón trên 825.000 lượt khách, tăng 37,8% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 6.750 lượt, doanh thu từ du lịch đạt 637,5 tỷ đồng, tăng 42,2% so với năm 2022. Tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng, để đạt được mục tiêu phấn đấu năm 2024, có tổng lượt khách tham quan du lịch đến thành phố Pleiku đạt 1 triệu lượt và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch dự kiến đạt 559,45 tỷ đồng, thì thành phố cần tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước, khuyến khích, kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ và đóng góp kinh phí cho sự nghiệp phát triển du lịch. Đi sâu, đi sát cơ sở để nghiên cứu tìm biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng mô hình điểm về phát triển du lịch đối với từng vùng, địa phương phù hợp. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể và 50 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Ngọc An vừa ký ban hành công văn số 154/SNNBTNTVB báo cáo về việc có dấu hiệu giả mạo quyết định số 1372/QĐUB ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quyết định số 2314/QĐ-SNNBTNN ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giao đất trồng rừng. Để kịp thời ngăn chặn và xử lý các đối tượng lừa đảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công văn số 152/SNNBTNTVP ngày 13 tháng 1 năm 2024, chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Pa khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung liên quan, cảnh giác trước các thông tin sai lệch, không chính thống, có dấu hiệu lừa đảo, tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Đồng thời, ngày 13 tháng 1 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng ban hành công văn số 153/SNNBTNTVB chỉ đạo 22 ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng trực thuộc tăng cường cảnh giác trước các thông tin sai lệch, không chính thống, có dấu hiệu lừa đảo. Quản lý bảo vệ nghiêm ngặt toàn diện lâm phần được giao theo đúng quy định của pháp luật.
Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển vụ việc đến Công an tỉnh để điều tra, làm rõ sai phạm và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung vụ việc để tăng cường cảnh giác trước hành vi giả mạo văn bản như trên. Trong năm 2024, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ thực hiện đầu tư 7 công trình lưới điện 110 kV với tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng. Cụ thể gồm lắp đặt 858 bộ tiếp địa dòng cột thép, bổ sung 532 bộ cách điện chuỗi và cách điện đỡ lèo, lắp đặt hệ thống ắc quy thứ hai tại trạm biến áp 110 kV Gia Rai, mở rộng thanh cái 24 kV C42 trạm biến áp 110 kV Ayunpa, hoàn thiện hệ thống rơ le bảo vệ tại 5 trạm biến áp 110 kV và thay thế đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cuộn dây máy biến áp T2 trạm biến áp 110 kV Pleiku. Tổng mức đầu tư các công trình này là hơn 22 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ phối hợp với Ban Quản lý Dự án Điện Nông thôn Miền Trung sẽ đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV Trà Đa và nhánh rẽ với công suất 40 MVA. Công trình này nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng cho lưới điện, có tổng số vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng. Đầu ra không lo ngại bị thương lái ép giá như một số cây trồng khác. Theo nguồn tin của báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thành Dũng, 39 tuổi, trú tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, cho Công an thành phố Pleiku để điều tra theo thẩm quyền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 1, tại một khách sạn trên địa bàn xã Trà Đa, thành phố Pleiku, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang Nguyễn Thành Dũng đang tàng trữ hơn 1 gram tinh thể màu trắng. Dũng khai số tinh thể trên là ma túy. Tiếp đó, trên cơ sở chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai bàn giao đối tượng Nguyễn Thành Dũng cho Công an thành phố Pleiku để tạm giữ hình sự theo thẩm quyền nhằm phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Thành Dũng từng là thẩm phán sơ cấp Tòa án Nhân dân huyện Chư Prông. Ngày 8 tháng 1, ông Dũng có đơn xin nghỉ việc. Đến ngày 9 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng của ông. Hiện tại, ông Dũng đã nghỉ việc theo nguyện vọng của cá nhân. Tòa án Nhân dân tỉnh không quản lý về mặt biên chế nữa. Ông Nguyễn Văn Đinh, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 17 tháng 1.